Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Chúng ta, ai rồi cũng sẽ có cho mình những mối quan hệ như thế này. Mọi người hãy cùng giúp mình đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông kế bên để mà nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nha. Mình cảm ơn. Ta lớn lên, trưởng thành, giao tiếp, thiết lập cho mình nhiều mối quan hệ. Song hành với đó thì cũng sẽ có những mối quan hệ không ồn ào, không cãi vã, không drama. Nhưng cứ lặng lẽ, cứ âm thầm mà rời đi ra. Như kiểu người trong cuộc ai cũng hiểu rõ, chẳng cần lên tiếng. Đó có thể là sự ăn ý cuối cùng của họ trong cái mối quan hệ đó. Mà tự cắt rời đi rồi. Hồi đó, tiểu học, mình có một nhóm bạn chơi khá là thân với nhau. Giáo viên thì sắp xếp tụi mình ở hai dãy bàn liền kề nhau. Tụi mình nói đủ thứ chuyện trên đời với nhau, như là ước mơ nè, chuyện gia đình nè, nỗi sợ nè. Thậm chí tụi mình còn đặt biệt danh mà chỉ những thành viên trong nhóm dùng để gọi cho nhau nữa. Thời đó, lầu 2 của trường tiểu học tụi mình, ở góc cuối sẽ có một cái phòng tâm lý. Nếu mà tụi mình không chơi giải cứu thế giới cùng với nhau thì tụi mình sẽ hẹn nhau, cùng nhau lên cái phòng tâm lý mà trò chuyện với cô giáo ở trên đó. Phòng tâm lý á là học sinh dùng để nói ra những cái nỗi buồn của mình, những cái nỗi ấm ức, để mà từ đó họ được chia sẻ và được hỗ trợ. Tụi mình thân tới độ mà những cái câu chuyện lúc đó bốn đứa kể á thì đều có mặt của cả bốn đứa, và chúng mình đều thoải mái kể cho nhau nghe những cái câu chuyện cá nhân. Bây giờ ngồi tâm sự với mọi người như vậy nè, thì ngẫm lại cái tình bạn thời đó thật sự rất là đẹp. Nhưng mà dần dần lớn lên, chuyển trường, chuyển cấp, mỗi đứa một trường, mỗi đứa một lớp. Thế là cũng mất liên lạc với nhau luôn, đáng tiếc quá ha. Rồi một khoảng thời gian sau, mình cũng quen biết một người bạn, một cách vô tình thôi. Tụi mình cũng khá là thân với nhau, dù không học chung trường nha. Ngày cuối tuần thì tụi mình thường rủ nhau đi cà phê, đi ngắm nhìn thành phố. Có những cái địa điểm muốn đi thì sẽ lưu lại qua nhà nhau. Tới mức mà phụ huynh quen mặt luôn. Bạn đó nói với mình là người nhà bạn đó kiểu mà biết bạn đó đi chơi với một nhóm bạn khác mà về trễ, thường sẽ gọi về và hói bạn đó về sớm. Còn nếu mà biết là đang đi với mình thì thường sẽ rất là an tâm. Đó có thể là một sự tin tưởng của phụ huynh dành cho mình vậy đó. Tụi mình thường kể những cái câu chuyện cá nhân cho nhau nghe, cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Như là lúc mình thất tình thì có bạn đó ngồi nghe mình kể lể. Lúc bạn đó thất tình thì có mình ở bên động viên an ủi. Khi mà mình bị đánh bầm mắt phải nằm ở nhà dưỡng thương không đi học được, bạn đó là một trong số những người bạn đến thăm. Và bạn đó là người cười lớn tiếng nhất vào bản mặt mình. Là cười chọc ghẹo thôi nha mọi người, chứ không có ý mỉa mai hay là gì đâu. Mình rất là trân trọng cái tình cảm lúc đó. Tụi mình còn hẹn nhau vào chung một trường đại học, học chung một ngành nữa cơ. Nhưng có lẽ gu bạn của mọi đứa là khác nhau. Khi mà gặp được một môi trường thuận lợi để họ tìm được gu bạn của họ, thì có lẽ nha, họ sẽ vô thức hướng về người bạn đó hơn. Và rồi dần dần, tần suất tụi mình đi chơi chung với nhau giảm dần. Và không còn liên lạc với nhau nữa. Dù vẫn còn theo dõi nhau trên mạng xã hội nha. Tiếc không? Tiếc chứ. Mình không hẳn là không quan tâm đâu. Nhưng mà khi mà nghĩ lại, từ đầu đến cuối, mình không có oán trách. Cũng sẽ không dùng cụm từ có mới nói cũ. Mình nghĩ như vậy nè. Đâu ai chắc chắn được sẽ có một thứ gì vĩnh viễn trong cuộc đời này chứ, đúng không? Quan trọng nhất là mình biết cả mình và họ tại thời khắc đó đã thật lòng mà chơi chung với nhau. Vậy là được. Và mình cũng suy nghĩ như vậy nè. Bất kỳ ai xuất hiện trong cuộc đời của mình đều sẽ có một sứ mệnh của riêng họ cả. Cho dù là người mình thích, người mình ghét, người mình yêu, người mình hận, chung quy khi họ xuất hiện ở cuộc đời ta, họ đều dạy cho chúng ta bài học.
bạn đâu thể ràng buộc một người đã muốn rời đi chứ, đúng không? Điều đó sẽ càng khiến cho bạn và đối phương, mối quan hệ của hai người sẽ càng trở nên tồi tệ và tiêu cực hơn thôi. Và nhất là đối với bản thân bạn nữa. Không hẳn là không buồn, nhưng mà hãy thử nghĩ thoáng ra nè. Ta rồi sẽ có những kết nối mới, sẽ có những mối quan hệ mới. Những người có nhiều sự tương đồng hơn sẽ xuất hiện. Cái cũ không đi thì làm sao mà cái mới tới chứ, đúng không? Hoặc cuộc đời này vốn vô thường, những người vốn đã rời đi khi trước sẽ lại xuất hiện thì sao? Đâu ai nói trước được chuyện gì, đúng không? Nhưng mà giả sử họ xuất hiện, thì ở lần xuất hiện này chắc chắn cả họ và bạn đều sẽ khác. Hứa với mình, thời gian sẽ chỉ là công cụ để giúp bạn tốt đẹp hơn từng ngày. Ở lần gặp gỡ này, cả hai sẽ là phiên bản mới của bản thân. Một phiên bản cộng dồn của những trải nghiệm trong quá khứ. Một tâm thức mới, một cái tôi mới. Và cả hai sẽ có thể thân thiết với nhau hơn, thì sao? Tuy nhiên, không ai hứa người lần này bước vào cuộc đời bạn sẽ không rời đi. Không ai hứa, không ai có thể đảm bảo. Cả họ cũng vậy. Nghe hụt hẫng ha. Nhưng mà cuộc đời nó vốn là vậy. Nó vốn có một phần rủi ro nhất định. Nên là cốt yếu, hãy tự chăm sóc bản thân thật là tốt. Bạn có thể dựa vào người khác chứ, nhưng quan trọng nhất hãy là điểm tựa vững chắc nhất cho bản thân. Quay trở lại những mối quan hệ hiện tại của bản thân, mình muốn gửi một lời tới tất cả những mối quan hệ của mình. Dù cho đã chọn rời đi hoặc là ở lại, một câu, đó là mình cảm ơn. Có một dạo á, mình hay chạy vòng vòng thành phố. Dạo đó thì chưa bị công an hốt lên lời. Giờ thì ít chạy rồi. Dạo đó thì mình bỗng nhiên nha, mình nhớ là những người bạn đã từng ngồi phía sau yên xe của mình á. Vào cái thời khắc đó, thật sự muốn nói với những bạn đó một câu từ tận đáy lòng của mình, đó là mình cảm ơn. Cảm ơn vì đã là bạn của mình. Ngẫm lại, ta sống và giao tiếp sẽ luôn có những mối quan hệ mới được thiết lập. Đồng thời cũng sẽ có một vài mối quan hệ đến rồi đi. Đủ duyên, đủ sâu sắc thì cả hai sẽ chọn cách ở lại cùng nhau. Còn nếu không thì cứ để mọi thứ diễn ra theo một lẽ tự nhiên của nó. Không gò bó, không níu kéo. Mình quan điểm là cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Trong những mối quan hệ thì cũng như vậy. Đây là những gì mà mình muốn nói trong video ngày hôm nay. Nếu mà bạn thấy video có ích, hãy chia sẻ cho người mà bạn muốn họ nghe được những thông tin đó. Mình cảm ơn. Lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn mọi người vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.